phản công, sụp đổ. 99% bạc bút về tay Nga. Thưa quý vị và các bạn, một cuộc phản công có thể xảy ra của Ukraine là đơn giản là không thể. Ít nhất Tổng thống Belarus tuyên bố như vậy. Tại sao Tổng thống Zelensky lại liên tục trì hoãn phản công? Trong khi ấy có thông tin NATO phải họp khẩn về hậu quả của vụ Patriot bị Nga đánh sập. Lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ có bằng chứng tuyệt đối rằng các hệ thống của Nga có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất của Mỹ. Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh của tất cả các quốc gia châu Âu, vì nó chứng tỏ rằng tên lửa của Nga hiện có thể xuyên thủng bất kỳ căn cứ nào của NATO ở Ba Lan và các nơi khác một khi nước này đáp trả. Sau đây mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Huyền thoại về cuộc phản công của Ukraine đang sụp đổ. Trung tướng quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Mark Hurley đã nêu quan điểm trên tờ Washington Post hôm 15 tháng 5 khi ông cho rằng quân đội Ukraine không phát động một cuộc phản công do tính phức tạp của chiến dịch và rủi ro cao. Ông cho rằng các hoạt động tấn công đòi hỏi nhiều lực lượng hơn, khả năng cơ động tốt hơn, nhắm và bắn chính xác cũng như phải duy trì các đường tiếp tế dài hơn, trong khi quân đội Ukraine chưa bao giờ phải đối mặt ở quy mô như vậy. Theo tướng Mỹ, cuộc phản công chứa đựng nhiều rủi ro, bởi thời điểm này các binh sĩ Ukraine chỉ được nhận lệnh tiến lên và sẽ không thể rút lui. Ông kết luận ngay cả đối với những đơn vị tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ và nhà lãnh đạo quân sự giỏi nhất, đây sẽ là một thách thức nghiêm trọng. Ông viết như sau: Ukraine là một đất nước rộng lớn và phía trước còn rất dài. Đưa tất cả các đơn vị này vào vị trí theo thuật ngữ quân sự được gọi là ASOI, nghĩa là tiếp nhận, dàn dự, tiến lên và tích hợp. Ngay cả đối với các lực lượng ưu tú nhất của Mỹ, đây là một thách thức được thực hành lặp đi lặp lại tất cả các trung tâm huấn luyện của Mỹ. Trung tướng Hurley là một nhân vật nổi tiếng trong quân đội Mỹ và từng giữ chức chỉ huy sư đoàn thiết giáp số 1 trong cuộc chiến tại Iraq, chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu. Lưu ý là vào tháng 2, ông cũng từng có bài viết trên tờ Washington Post với tiêu đề Tại sao Ukraine sẽ thắng. Tuy nhiên lúc này chính tướng Hurley lại nêu rõ lý do chính của việc trì hoãn hoặc hủy bỏ cuộc phản công của Ukraine, cũng như nguy cơ chính trị về sự sụp đổ của chính quyền Kiev nếu các mục tiêu đã tuyên bố không đạt được. Rõ ràng các cuộc phản công Ukraine đang bị hoang đường quá bởi Ukraine ngày càng gặp nhiều vấn đề về hậu cần và rủi ro chính trị đang tăng mạnh. Trong bối cảnh này, tuyên bố mới nhất của Tổng thống Belarus Lukashenko cũng gây chú ý khi ông tin rằng Ukraine sẽ không có cuộc phản công nào. Hãng thông tấn Penta của Belarus hôm 18 tháng 5 dẫn lời ông Lukashenko như sau: Tôi phải nói rằng thông tin sai lệch lớn nhất là về cuộc phản công của Ukraine. Theo quan điểm của tôi, không có và không thể có bất kỳ phản công nào. Tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc từng hé lộ về 12 lữ đoàn của Ukraine được huấn luyện ở các nước NATO. Điều đáng nói là yếu tố then chốt trong cuộc phản công thành công của Kiev vào tháng 9 năm ngoái là do số lượng binh sĩ Ukraine lớn gấp 3 lần phía Nga. Nhưng thời điểm này, Ukraine đang bị tổn thất nhân lực nghiêm trọng, trong khi vẫn phải tiếp viện bổ sung lực lượng mới cho Bakhmut mỗi ngày, khiến lực lượng Ukraine đang bị dàn mỏng. Trong khi ấy, ở Bakhmut, các chiến binh Wagner vẫn ở trong thế áp đảo, dù chính quyền Kiev vẫn tiếp tục tuyên truyền là đạt được những bước tiến thành công. Có thể nói cuộc phản công của lực lượng Ukraine ở Bakhmut đang gặp phải cơn ác mộng, cộng với đòn tâm lý trên các kênh truyền thông thân Ukraine đang trở nên đưa tin lạc quan quá đà, khiến Kiev đang phải đối mặt với áp lực cực lớn trên trường quốc tế, đặc biệt là tại các nước phương Tây. Bakhmut sắp thất thủ, Nga kiểm soát 99% lãnh thổ thành phố. Đây là lời thừa nhận của phóng viên tờ Bild của Đức hôm 17 tháng 5, khi lực lượng Nga sẽ có thể giành quyền kiểm soát thành phố trong vòng 2 ngày tới. Tờ này xác nhận như sau: Hàng chục ngàn người Nga đã tiến đến phía đông của con đường và hiện kiểm soát 99% Bakhmut. Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 20 tòa nhà, tức chưa đến 1% diện tích thành phố. Theo nghiên cứu của Bill, trận chiến dài nhất trong cuộc chiến sắp kết thúc sau khi quân đội đánh thuê Wagner đột phá được phần phía tây còn lại do Ukraine kiểm soát sẽ diễn ra trong vòng 48 giờ nữa. Vào sáng ngày 17 tháng 5, người ta biết rằng chỉ còn duy nhất khu vực Nedo là nằm ngoài tầm kiểm soát của Nga. Tức là cho đến khi Bakhmut thất thủ hoàn toàn, chỉ còn một khu nhà ở ngoài ô phía tây của thành phố, vốn là khu nhà để xe có từ thời Liên Xô, là do phía Ukraine kiểm soát. Tờ Bild xác nhận như sau: Ukraine chỉ còn nắm giữ một mặt đường ở phía tây thành phố, đó là một vài tòa nhà để xe và sau đó là 2 km đất trống
là sẽ đến ngôi làng Ivanivka do người Ukraine. Tờ Bill cũng xác nhận phía Ukraine đang rút lui như sau. Những người lính Ukraine đi bộ rời khỏi thành phố đang bốc cháy, không ai nói một lời. Thay vào đó, những khó khăn vất vả của những ngày qua hiện rõ trên khuôn mặt của những người lính này. Trong khi đó, các blogger quân sự Ukraine tập trung vào việc kiểm soát thiệt hại và cố gắng tạo ra cảm giác mới về tổn thất có thể sắp xảy ra đối với Bakhmut. Như vậy có thể thấy, chính truyền thông Đức đã xác nhận rằng Bakhmut sắp thất thủ và các binh sĩ Ukraine bắt đầu rút lui, trong khi các nhà hoạch định Ukraine đang tập trung vào việc kiểm soát thiệt hại. Có thể nói việc đè bất Bakhmut là một đòn giáng nghiêm trọng về mặt chính trị và quân sự đối với chính quyền Kiev. Có vẻ như việc Kiev tuyên bố cuộc phản công mở màn của Ukraine là tại Bakhmut được cho là một cách ứng phó với yêu cầu khẩn cấp tại thành phố chiến lược này. Thực chất, chính quyền Kiev khó có thể mở các cuộc phản công tại Bakhmut, chứ chưa nói đến các mặt trận khác. Bởi chỉ riêng giữ được các tuyến phòng thủ đối với binh sĩ Ukraine lúc này đã trở nên quá gian nan. Chính tờ Bill cũng đánh giá như sau. Nói một cách rõ ràng, nhiệm vụ của quân đội Ukraine không còn là giải phóng hay thậm chí là giữ thành phố, mà chỉ là trì hoãn cuộc tiến công của quân Nga về phía Tây Bakhmut. Về phía Nga, mặc dù có những tiến bộ đáng kể, nhưng tiến trình theo hướng này vẫn còn nhiều khó khăn, như ông chủ tập đoàn Wagner Prigozhin từng cảnh báo. Điều quan trọng nhất lúc này với người Nga là không để mất quyền kiểm soát ở hai bên sườn, và ông này đã yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga không rút quân. Tờ Bill cũng đã xác nhận thực tế này như sau. Trong khi đó, các đơn vị quân đội Ukraine tiếp tục nỗ lực chiếm lại hai bên sườn của thành phố. Hy vọng của họ là nếu Bakhmut thất thủ trong vài giờ hoặc vài ngày tới, đội quân đánh thuê của Nga sẽ bị mắc kẹt ở đó vì họ không thể tiến về phía Tây cũng như không thể rút về phía Đông. Hiện tại chỉ còn một số dãy nhà cao tầng và khoảng 1,46 km vuông lãnh thổ đô thị Bakhmut nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Có thể nói số phận của binh sĩ Ukraine tại đây đã được định đoạt. Và điều gì sẽ xảy ra sau khi sự sụp đổ cuối cùng của pháo đài bất khả xâm phạm Bakhmut? Trước mắt, về mặt chính trị, đây sẽ là một thành công quan trọng đối với chiến thuật và vũ khí của người Nga. Đối với Tổng thống Zelensky, đây được cho là thất bại chiến lược đầu tiên của chính quyền Kiev và phương Tây sau khi Mariupol và Solida đã rơi vào tay người Nga. Với việc Bakhmut dự báo sẽ sớm thất thủ, liệu cuộc phản công của Ukraine sẽ như thế nào? 12 lữ đoàn mới thành lập của Ukraine đang ở đâu? Nếu 12 lữ đoàn mới được NATO hỗ trợ thiết lập cho quân đội Ukraine nhằm phục vụ cho cuộc phản công không được điều tới Bakhmut thì họ đang ở đâu? Nhiều khả năng các lữ đoàn này tập trung tại một khu vực quan trọng dọc theo sông Dnepr, từ Zaporozhye đến Kiev, với khoảng 40.000 quân được trang bị vũ khí phương Tây. Nhưng một lượng lớn người và thiết bị như vậy đòi hỏi công tác hậu cần phải đạt tiêu chuẩn tốt. Nhưng vào thời điểm này, đây là điều bất khả thi đối với quân đội Ukraine. Có một thực tế là Ukraine càng trì hoãn phản công bao nhiêu, thì phía Nga càng có cơ hội phát hiện và tiêu diệt đội quân này bấy nhiêu. Điều quan trọng nhất đối với Tổng thống Zelensky lúc này là cần phải có một số biện pháp ngụy trang tuyệt vời. Tuy nhiên lại rất khó có thể che giấu một lượng quân đông đảo như vậy, một khi lực lượng này tập hợp ở vị trí xuất phát phản công. Ngoài ra, Ukraine cũng phải dành nhiều tháng thu thập đạn dược, nhiên liệu và thực phẩm ở các kho dự trữ phía sau tiền tuyến. Vì vậy, những gì chúng ta chứng kiến gần đây ở Menisky và Ternopil chính là việc người Nga đã phát hiện ra các kho đạn dược này và phá hủy chúng một cách có hệ thống. Các cuộc tấn công tên lửa chính xác vào các nhà kho chứa vũ khí ở Menisky đã phá hủy các lô đạn uranium nghèo của Ukraine do Anh bàn giao cho Kiev gần đây. Ngoài ra, các điểm tập kết quân của Ukraine cũng được cho là mục tiêu mà phía Nga tấn công trong những tuần gần đây. Thêm nữa, theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong các cuộc phản công lẻ tẻ hôm 12 tháng 5, Ukraine cũng đã hứng chịu tỷ lệ thương vong quá lớn lên tới 1.700 người. Điều này trùng hợp với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi mộ mới ở ba nghĩa trang thành phố Menisky, Cherkasy và Trenkarpattia của Ukraine. Những video này là bằng chứng cho thấy tổn thất của Ukraine là quá lớn. Hệ thống phòng không của Ukraine cũng được cho là quá mỏng, và vì lý do chính trị, hầu hết các tổ hợp phòng không hiện đại do Mỹ và đồng minh châu Âu cung cấp chủ yếu là được bố trí tại thủ đô Kiev, cách xa tiền tuyến ở phía đông. Và ngay cả tại Kiev, người Nga cũng cho thấy họ đang phá hủy với mục đích xóa sổ hệ thống phòng không của Ukraine. Điển hình là sự kiện đêm 16 tháng 5 với hệ thống Patriot bị đánh sập. Rõ ràng một cuộc phản công mà thiếu hệ thống phòng không thì coi như đã nhận thất bại ngay từ giai đoạn đầu. Nói cách khác, đòn phản công mà chính quyền Tổng thống Zelensky
tuyên truyền rầm rộ từ cuối năm 2022 và suốt những tháng đầu năm 2023 là rất khó thực hiện. Điều duy nhất mà chính quyền Kiev đạt được trong quá trình chuẩn bị phản công chính là tiến hành các vụ khủng bố bên trong lãnh thổ Nga. Những gì đã xảy ra trong những tuần qua đã cho phép Kiev mở một loạt các cuộc phản công với quy mô hạn chế. Chính quyền Kiev hiện rất cần một thành công quân sự, dù là nhỏ, để phục vụ cho mục đích tuyên truyền. Và chỉ có ở mặt trận Bakhmut mới giúp Kiev thu hút được sự chú ý hơn các mặt trận khác. Quân đội Ukraine đã cố gắng tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhỏ vào các khu định cư riêng lẻ tại Bakhmut và tuyên truyền là đã áp đảo lực lượng Nga. Đối với Kiev, không có hoạt động quân sự nào mà không thể biến thành tuyên truyền. Thời điểm này, quân đội Ukraine đang dồn sức duy trì khả năng phòng thủ tại 20 tòa nhà cao tầng cuối cùng trên khu vực NATO mà họ đang kiểm soát của Bakhmut. Mọi nguồn lực dự trữ của Ukraine cũng đang được chuyển đến đây theo hướng Soleda. Tuy nhiên, tờ Bild của Đức dự báo rằng Ukraine chỉ có thể cầm cự được trong vòng 48 tiếng nữa. Vì vậy, chính quyền Kiev đơn giản là không có cơ hội để tiến hành một cuộc tổng phản công mang tính bước ngoặt. Trong khi đó, sự kiện Nga phá hủy Patriot đêm 16 tháng 5 được cho là đã gây chấn động tới giới cấp cao của NATO. NATO họp khẩn vì Patriot. CNN hôm 17 tháng 5 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết hệ thống Patriot có khả năng bị hư hại nhưng không bị phá hủy. Yahoo hôm 18 tháng 5 dẫn lời quan chức Mỹ giấu tên cho biết Mỹ không tin hệ thống phòng không Patriot cần phải được đưa ra khỏi chiến trường để sửa chữa. Trong khi ấy, phía Nga tuyên bố đã phá hủy hoàn toàn Patriot. Vậy làm thế nào chúng ta biết được Patriot có bị trúng tên lửa hay không và có bị phá hủy hoàn toàn hay không? Phân tích kỹ video cho thấy nhiều tên lửa Patriot đã được bắn từ một vị trí. Ở mốc 0,33 giây, chúng ta có thể thấy hai cú đánh lớn nhắm chính xác nơi tên lửa được bắn ra. Sau cú đánh đầu tiên, chúng ta có thể thấy thứ dường như là hai tên lửa ngẫu nhiên bắn ra liên tục, theo kiểu mà chúng ta đã thấy nhiều lần trước đây khi các cuộc tấn công của Nga nhắm vào các tổ hợp pháo phóng loạt MLRS của Ukraine. Không lâu sau cuộc tấn công đầu tiên này, ở mốc 1 phút 30 giây, chúng ta có thể thấy khói đen này dày đặc bốc lên ở hai điểm riêng biệt chính xác nơi các bệ phóng đã bắn ra, cho thấy khả năng cả bệ phóng hoặc hệ thống radar của Patriot đã bị phá hủy. Một đoạn video từ một góc quay khác cho thấy một giọng nam bị sốc vang lên trên camera, nói rằng các vụ nổ xảy ra ngay tại nơi vị trí đang bắn. Điều này xác nhận rằng dường như đã có một cú đánh trực tiếp vào hệ thống Patriot. Rõ ràng người Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tinh vi bằng mồi nhử nhiều lớp, đã hướng đến từ nhiều phía khác nhau, bao gồm cả UAV làm vỏ bọc, tên lửa Kalib KH-101 và cuối cùng ra đòn quyết định bằng Kinzhal. Cuộc tấn công cũng có khả năng bao gồm các loại UAV rẻ tiền làm mồi nhử để bảo hòa lực lượng phòng không Ukraine. Trên thực tế, trong khi lực lượng phòng không Kiev đang bận rộn để đối phó với các UAV mồi nhử, thì người Nga sẽ chậm rãi quan sát trên nhiều nền tảng theo dõi khác nhau. Việc người Nga cử các UAV mồi nhử rẻ tiền trong đợt tấn công đầu tiên là để nhằm theo dõi xem liệu phòng không Ukraine có thể đối phó với chúng hay không. Phía Kiev sẽ sử dụng các hệ thống phòng thủ tầm ngắn SORAD để tiêu diệt các UAV này, chẳng hạn như Sipa của Đức. Bước tiếp theo, Nga phóng các tên lửa hành trình Kalib hay KH-101 nhằm nhử hệ thống phòng thủ có giá trị cao mà hệ thống SORAD của Ukraine trước đó có thể vô dụng trước các UAV của Nga. Một khi hệ thống phòng thủ Samti, Iristi, Nausam hay Patriot bắt đầu kích hoạt phóng tên lửa đánh chặn, phía Nga sẽ có cơ hội xác định được chính xác các vị trí bệ phóng của Kiev. Trong 3 trận tìm kiếm của mình, người Nga trước đó có thể đã xác định được một số vị trí nhất định của hệ thống phòng ngự đặt tại Kiev. Ví dụ, Patriot là một hệ thống cực kỳ phức tạp và cồng kềnh, không chỉ đòi hỏi nhiều không gian mà còn vì chúng ít cơ động hơn nhiều so với các hệ thống phòng thủ có thể di chuyển được như Shepard. Vì vậy, người Nga có thể khoanh vùng dựa trên cơ sở loại trừ Patriot khó có thể đặt ở khu vực dân sự, do lo ngại con mắt theo dõi vô tình của dân chúng. Do đó, chỉ có một số lựa chọn thực tế, bao gồm Patriot được đặt tại một bãi đất trống hoặc tại các sân bay. Trong cuộc tấn công vào đêm 16 tháng 5, có thông tin rằng hai trong số tổ hợp Patriot đã được đặt tại sân bay Zhuliani ở Kiev và một nằm ở khu vực lân cận ở vườn thú Kiev. Quan sát bức ảnh chụp từ vệ tinh, các nhà phân tích phương Tây chỉ ra sự khác biệt giữa hai hình ảnh vệ tinh chụp ngày 2 và ngày 15 tháng 5 tại vị trí nhìn ra sân bay quốc tế ở Kiev. 6 vị trí mới đã xuất hiện trong bức ảnh thứ hai và được cho là nơi đặt hệ thống phòng không Patriot. Hiện tại, giới quan sát cho rằng hệ thống Patriot đã bắn khoảng 30 tên lửa vào đêm 16 tháng 5.
Điều này cũng tương ứng với một khẩu đội Patriot đầy đủ gồm 8 bệ phóng, mỗi bệ phóng bắn loạt 4 tên lửa và nhân ra con số này là 32 tên lửa. Tuy nhiên, tại một số cảnh quay ghi lại được, giới chuyên gia quân sự nhận định rằng khá nhiều tên lửa Patriot dường như đã bị hỏng khi quay đầu và nổ tung dưới đất. Nhiều góc quay khác nhau cho thấy tên lửa Patriot thực hiện đường vòng chết chóc khét tiếng và đâm xuống đất gần bệ phóng của chính nó. Và đây là những bức ảnh được chụp tại hiện trường đêm 16 tháng 5, khi ít nhất hai tên lửa Patriot đã quay vòng quỹ đạo của chúng hướng xuống mặt đất. Không có gì ngạc nhiên khi cơ quan tình báo Ukraine đã tiến hành chiến dịch bắt giữ tất cả những công dân ghi lại sự kiện đêm 16 bằng camera điện thoại. Nó dường như trái ngược với những gì chính quyền Kiev tuyên bố đã bắn hạ thành công tất cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, trong khi cho biết Patriot không bị hư hại chút nào. Rõ ràng là nếu thành công như vậy, thì chính quyền Zelensky không cần phải tỏ ra sốt sắng tịch thu các đoạn video quay lại bằng chứng hệ thống phòng không Ukraine do Mỹ tài trợ đã bị Nga đánh sập hoàn toàn. Các đoạn video cũng đã bộc lộ những yếu điểm của vũ khí tối tân của Mỹ. Lầu Đông Góc hiện đã chính thức thừa nhận một chiếc Patriot bị hư hỏng, nhưng họ tuyên bố rằng nó có thể được sửa chữa được tại chỗ. Yahoo hôm 18 tháng 5 đưa tin, ba quan chức Mỹ đã mô tả những tổn thất là tối thiểu và một người gọi tổn thất là không đáng kể. Nếu có một số thiệt hại nhất định, chúng sẽ được khôi phục. Hệ thống Patriot đang hoạt động và có lẽ nó cũng đã hoạt động vào đêm qua. Vì vậy, tôi yêu cầu mọi người giữ bình tĩnh. Tuy nhiên, trước công chúng, các quan chức Mỹ dường như tỏ ra lạc quan để trấn an dư luận. Nhưng đằng sau hậu trường, có vẻ Mỹ và NATO không giữ được bình tĩnh như vậy. Hiện có tin đồn NATO phải họp khẩn vì các cuộc không kích này đã làm lộ hệ thống phòng thủ chiến lược mạnh nhất của Mỹ, NATO, báo hiệu điểm rất xấu cho an ninh của NATO. Tài khoản Twitter Koba cho biết, một cuộc họp khẩn cấp đã được tổ chức tại NATO về tình trạng của các hệ thống phòng không và tên lửa PVO, PRO, bảo vệ các căn cứ quân sự chính và trung tâm hậu cần nằm trên lãnh thổ Ba Lan và Slovakia. Các nguồn thạo tin của Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng cuộc họp được bắt đầu sau khi tên lửa siêu thanh H-47M2 Kinzhal của Nga xâm nhập khu vực phòng không của Kiev và bất chấp số lượng lớn tên lửa đánh chặn đã được bắn ra, Patriot tham gia chiến đấu đã bị phá hủy. Bầu không khí của các cuộc họp được đánh giá là đáng báo động, dẫn đến hàng loạt kết luận dự báo việc triển khai ngay các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hơn nữa năng lực của PVO, PRO theo hướng này. Thông tin này được cho là rò rỉ từ thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ. Không rõ thực hư thông tin này là như thế nào, nhưng có một điều chắc chắn, NATO vẫn luôn nghi ngờ Thổ Nhĩ Kỳ do mối quan hệ gần gũi giữa Tổng thống Erdogan và Putin. Thông tin rò rỉ của Lầu Năm Góc cũng xác nhận Thổ Nhĩ Kỳ đang bí mật giúp Nga và đồng minh Belarus trốn tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ thông tin cuộc họp khẩn này của NATO. Có điều sự kiện đêm 16 tháng 5 được cho là lần đầu tiên trong lịch sử, Mỹ có bằng chứng tuyệt đối rằng các hệ thống tên lửa của Nga có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất của Mỹ. Lưu ý là Ukraine đã được chuyển giao PAC-3, tức là phiên bản tiên tiến nhất của Patriot. Điều này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh của tất cả các quốc gia châu Âu, vì nó chứng tỏ rằng tên lửa của Nga hiện có thể xuyên thủng bất kỳ căn cứ nào của NATO ở Ba Lan và các nơi khác một khi nước này đáp trả. Sự kiện đêm 16 cũng tạo ra sự thay đổi trong học thuyết phòng thủ, cũng như sự thay đổi hoàn toàn tính toán của các thế trận phòng thủ của NATO. Điều này sẽ không có gì ngạc nhiên khi vào tháng trước, một tên lửa KH-55 của Nga đã được tìm thấy ở vùng viễn Tây Ba Lan. Đây là loại tên lửa cỡ lũ sĩ, chậm chạp và không có khả năng tàng hình cao, được Nga thường sử dụng làm mồi nhử để thay thế bằng tên lửa KH-101 mới hơn và tiên tiến hơn nhiều. Nếu một tên lửa KH-55 cũ kỹ có thể vượt qua được tất cả các hệ thống phòng thủ của NATO, bao gồm cả khẩu đội Patriot và hệ thống phòng thủ Aegis Ashore đặt trên đất Ba Lan, thì chắc chắn NATO không thể có cách nào ngăn chặn được tên lửa KH-101, tên lửa Iskander, chứ đừng nói đến Kinzhal của Nga. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tình 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng hàng ngày vào lúc 7:30 các tối trong tuần. Và quý vị đừng quên theo dõi chuyên mục đặc biệt Bí ẩn thế giới được phát sóng vào tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh Tình 360 News. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem.
Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.